Chào các bạn. Hôm nay á, Dung xin kể các bạn nghe một cái mẫu chuyện nhỏ ở bờ bao Mỹ Hòa. Vào cái mùa mưa năm 1974, lúc đó đó Du đang là trợ lý tác chiến tiểu đoàn. Đây là Du bật cái ngọn lửa lên để nhớ về cái thời Zippo, cái thời chiến lính tần của Du. Mặc dù cái Zippo này Zippo của một cô sinh viên cô mua tặng Du. Đây là Zippo của bộ binh Hoa Kỳ đây, hai mặt đều trắng inox. Anh lính bộ binh nào cũng được trang bị một cái Zippo như thế này. Zippo trắng rồi họ mới đi khắc khắc lên cái mặt này. Như là chẳng hạn như là số lính, số quân đó, hay là số thẻ căn cước, rồi họ tên, quê quán. Đấy. Hoặc là những cái lời mang tính chất hooligan. Đấy. Chẳng như là hận đời hay là chiến tranh chết tiệt. Đấy, chẳng hạn thế. Hay là cầu cho thế giới hòa bình, vân vân. Đấy, tùy theo cái sở thích của từng người lính thì họ khắc cái này. Họ thuê điêu khắc này. Đấy. Đây là cái bộ của lính Hải quân Hoa Kỳ. Du châm xăng vào. Xăng này là du mua tại Việt Nam cho nên là mặc dù là xăng Ipo mà du không biết nó có tốt không. Thấy nó chảy không có khói thì du hy vọng vậy thôi chứ còn biết sao. Mặc dù là một cái hộp xăng này ấy, nhỏ này thôi mà 65.000 nhá. Là cái Ipo của bộ binh Hoa Kỳ. Còn đây một cái dạng để đâu có một cái ở đây cũng là giúp Zippo, loại Zippo của bộ binh. Đấy, cũng cũng từ Mỹ đây nhưng mà của một cô bạn nguyên nguyên là giáo viên dạy văn ở ở Vĩnh Long. Đấy. Cô này cô lấy chồng bên Mỹ á, rồi qua sống bên Mỹ thì anh cô là võ sư chứ, võ sư nổi tiếng, võ sư mà ở Vĩnh Long này có tiếng đó. Mà anh ta ca cải lương và đánh đờn cổ nhạc. Đấy. Coi như nghệ nhân đó. Dù, đấy. Dù rất là quý anh ta thì khi biết cô ta biết Du thích Zippo thì cô ta từ Mỹ về cô ta về thăm gia đình ấy, thì cô ta mua Zippo, cái Zippo này tặng Du. Đấy, cái tem sau đây lâu ngày nó bạc màu. Du cũng từ khi cô ta đem về tặng thì Du chỉ xài cái Zippo này theo trong người khoảng một năm thôi, rồi sau đó Du bị tai biến thì Du không không hút thuốc nữa thì coi như là để cất nữa. Cất này, Zippo. Thì sở dĩ mà du bật những cái Zippo này là để du muốn nói rằng là du sẽ kể câu chuyện về thời lính trần. Mà lính trần á, thì từ lính lính Việt Cộng tức là lính quân giải phóng á, cho đến lính Sài Gòn, lính Hoa Kỳ, lính nào cũng mê Zippo. Tất nhiên là lính Mỹ và lính lính Sài Gòn hồi đó đó thì được cấp phát Zippo. Nhưng mà còn như Du này là lính là quân giải phóng mà thì làm gì được cấp phát Zippo. Mà cái cấp phát để vào chiến trường ấy, là cái bật lửa vỏ nhôm của Trung Quốc. Mà hồi đó có bật lửa vỏ nhôm là quý lắm nhé.
dân nó có mà trở ra mà mua là chỉ lính bộ đội họ mang ra họ bán thì mới mua lại được thôi, chứ còn còn đi lính mới được, mà đi lính là lúc ở ngoài Bắc cũng được, lúc nào vào đến trạm một tiền phương ấy. Tức là bắt đầu đặt chân lên trạm lính trường, trạm cái dạy Trường Sơn thì mới được phát cái bật lửa đó để mang vào chiến trường đấy. Thì cái xin nói để nói là cái bật lửa Trung Quốc, vỏ nhôm Trung Quốc nó quý lắm, nhưng mà nó rất là nhỏ, nó chiều ngang nó chỉ bằng khoảng 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 2/3 cái, hơn 2/3 cái bật lửa là chút thôi, và nó cao cũng gần bằng cái này, nó nhỏ, và thắp bằng dầu hỏa, hồi đó là gọi là dầu lửa đó, gọi là dầu hỏa đấy, hay là dầu lửa đấy. Bật thì nó cũng nhảy, nhưng mà nó tất nhiên là nó không thể nào nhảy bằng cái jibo được đấy. Thế thì người người lính cộng sản mà muốn có jibo thì anh đánh trận anh phải thu được chiến lợi phẩm đấy. Cái chiến lợi phẩm thì jibo nằm ở trong túi áo của lính ấy, lính nó chết mà, thì mình tìm một túi áo cái quần mà nó có jibo thì mình lấy, thế thì mới có thôi đấy. Còn jibo hồi đó nó không phải như bây giờ đâu, muốn mua gì thì mua đâu, có những cái ta không bao giờ bán hết đấy. Jibo là đánh trận rồi chiến lợi phẩm thì may ra mới có thôi đấy. Hoặc là lính với nhau tìm cách xin xỏ nhau hoặc đổi chác nhau đấy. Cho nên là với cộng sản thì có cái jibo là khó khăn lắm. Thì dù đây là cái gì, cầm cái jibo lên thì các bạn thấy đây là nó gắn với dù như thế nào với cuộc đời lính. Còn cái jibo dù cầm đến tay này, jibo của một cô sinh viên văn khoa người ở Phú Quý, cô mua bên Mỹ ấy, rồi đem từ Mỹ về Việt Nam cho Du. Thì bây giờ Du trở lại câu chuyện về về Cá Khô. Thế thì cái năm năm 74 đó, mùa mưa năm 74 đó, thì cái tiểu đoàn Du là đóng ở vùng 4 chiến thuật đấy, tại kế một cái rừng tràm rất lớn, rừng tràm ở vùng 4 chiến thuật. Đấy. Thì cái vùng đó nó là một một cái cánh đồng khá lớn, cánh đồng đấy. Thì 4B đó hình như là của một gia đình nào giàu có lắm, cho nên 4B họ đắp bờ bao 4B đắp bờ bao, bên ngoài trong bờ bao là ruộng, ngoài bờ bao là đồng năng và đồng tràm hay là rừng tràm đó. Thế thì cái bờ bao nó vuông, thì cái tiểu đoàn bộ tức là cá bộ đó là gồm có tiểu có ban chỉ huy tiểu đoàn, tổ trợ lý tác chiến, trợ lý chính trị, trợ lý hậu cần, trợ lý quân nhu, trợ lý dân vận đấy, trợ lý quân khí, rồi trung đoàn à, trung 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 đội hỏa lực, rồi trung đội thông tin, trung đội trinh sát, đã đóng ở một đóng đóng ở một 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 dãy bờ bao này đấy. Bờ bao này hình vuông, đóng ở một 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 cái bờ đó, một một cành bờ bao đấy, là các cái cá bộ. Thì đây là cái hướng yếu nhất của tiểu đoàn, bởi vì là hầu hết là súng ngắn và có một ít AK thôi, chứ không đấy. Còn cái và nhưng mà và có súng cối, cối tâm hai và một một vài khẩu trung liên của cái trung đội hỏa lực đó, thì cối tâm hai rồi một vài khẩu cối 61, cối 61 đó. Nhưng mà là cái hỏa lực thì thường đi chi viện cho các đại đội, cho nên đây là cái cành yếu nhất của tiểu đoàn. Biết các cành mạnh ấy, là thuộc các đại đội. Thì tiểu đoàn du có 3 đại đội một, đại đội 2, đại đội 3, thì các đại đội mới là cái nơi mạnh, thì nằm ở ba hướng kia. Thế cái hướng hướng cái cành mà du du ở đó là ở với ban chỉ huy tiểu đoàn, mà là cái cành nó xoay xoay lưng về cái hướng cái phía
bây giờ gọi là bờ bao Kinh Chuối đó, là cái nơi mà trung đoàn bộ đóng. Trung đoàn lúc đó là trung đoàn 207, ban chỉ huy trung đoàn đóng ở đó. Thì cho nên là cái cành yếu nhất thì đặt hướng đó thì biết là giặc không vào, bởi vì là phía sau lưng ấy, là quân chủ lực, tức là trung đoàn bộ nằm ở đó. Ở trung đoàn thì nó mạnh lắm, trung đoàn thì có đại đội đặc công, đại đội trinh sát, đại đội hỏa lực, có nhiều thứ lắm. Đấy. Cho nên nó mạnh. Thì cái hướng cái cánh chỗ du là nó yếu, nhưng mà nó từ chỗ du mà đi về cái trung đoàn bộ thì nó là gần nhất trong đội hình chỗ đoàn. Đấy. Cho nên là lúc đó là du là trời đi tác chiến tiểu đoàn mà, thì hàng tháng á, phải đem cái báo cáo từ tiểu đoàn lên nạp cho quân lực trung đoàn. Báo cáo về tình hình quân số, tình hình quân lực á, quân lực có ai chết ai sống, đấy, sống tình trạng sống còn như thế nào, vũ khí như ra làm sao, của các đại đội ra sao, thì của tiểu đoàn làm sao, thì chúng tôi về báo cáo. Và đó là báo cáo định kỳ nhé, hàng tháng. Nhưng mà khi đột xuất là khác, đột xuất phải đi báo cáo. Ví dụ là những cái tổn thất bất ngờ đó thì phải về báo cáo liền, sau mỗi một trận trận đánh ấy, là phải về báo cáo liền, báo cáo. Đấy. Thậm chí vì là trời đi tác chiến cho nên dù còn phải cùng với tiểu đoàn phó hoặc là tham mưu trưởng về trung đoàn để báo cáo chiến lược, báo cáo về trận, về diễn biến trận đánh, báo cáo gọi là báo cáo chiến lược. Thì dù thường thường xuyên đi như vậy. Việc đi như vậy nói về cho nguy hiểm lắm, bởi vì cái thời điểm mà trung đoàn du đóng ở bờ bao Mỹ Hòa chỉ một thời gian rất ngắn thì là bị địch phát hiện, thì nó vây kín, mà vây cái vây là cái trung đoàn 10, chủ yếu là trung lính trung đoàn 10 sư 7, trung đoàn 10 thiền chiến lắm, thiền chiến, bởi vì nó đánh theo kiểu đánh đặc công của ta. Du có hỏi tại sao mà trung đoàn 10 nó đánh giống mình mà đánh giỏi vậy, thì bạn bè nói rằng là cái thằng trung đoàn trưởng của nó nguyên là sĩ quan đặc công Việt Nam chiêu hồi, sĩ quan đặc công chiêu hồi, cho nên nó huấn luyện đánh theo kiểu của đặc công, đánh kiểu nó hay bò vào, nó bắn hỏa, dùng hỏa lực, nó bắn hỏa lực trên 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 xe nồi đồng, trên xe nồi nước, xe tăng, nó bắn bắn vào để pháo từ xa nó bắn tới. Đấy, rồi lính nó bò dưới đàn, nó vào phát hiện miệng hầm thì nó rút chốt đồ đạn, nó ném xuống, cho nên chúng ta thiệt hại rất nhiều. Thì thấy là cái tình hình cái mùa mưa năm 74 là như vậy. Thế thì hai lâu lâu du vẫn thường xuyên đi lên trung đoàn để nạp báo cáo. Thì theo cái lề là một tháng là ít nhất một tháng là phải một lần báo cáo. Mà hồi đó là tiểu đoàn nó có đầy đủ, tức là thông tin hữu tuyến, thông tin vô tuyến, nhưng mà thông tin hữu tuyến để dùng để mà liên lạc giữa các đại đội với nhau. Đấy. Chứ không liên lạc với trung đoàn. Liên lạc trung đoàn phải dùng vô tuyến, nhưng mà lại rất ít ít dùng vô tuyến báo cáo đó, vì báo cáo nó dài. Mà liên lạc vô tuyến thì nó dễ bị lộ. Địch nó dò sóng nó bắt được thì bị lộ, cho nên là cái cách tốt nhất vẫn là về trung đoàn nạp báo cáo. Vì vậy là cái việc đi từ tiểu đoàn đến trung đoàn của du rất là vất vả. Cái mùa mưa nước bốn bề là nó cả xung quanh bờ bao là nước ngập mênh mông, nước sâu lắm. Cái mùa khô thì đứng lát nó chết, cằn ruồng đất nó cứng như là đá vậy đó. Cuốc chim cuốc xuống có lúc nó còn nháng lửa lên mà. Nhưng mà sang mùa mưa thì nước ngập mênh mông, có chỗ là ngập sâu 2 mét. Ngập khiếp lắm. Mà đi như vậy đó dễ lạc đường, nhất là những cái lúc mà trời nó rắc rắc mưa hoặc là có mây nhiều đó, không biết đâu mà định hướng mà đi hết. Ví dụ có sao đâu mà nhìn. Đấy. Cái kinh nghiệm là nhìn cái vỏ tràm đó, cái hướng mà hay mưa đó, thường nó tạt đến đó, thì tràm nó mốc nhiều thì rêu nhiều. Nhưng mà đêm thì thấy đường đâu mà định hướng. Hai nữa là chỉ có tức là cái dãy bờ bao mà chú ở đó thì đi lên một lúc thì mới gặp được cái rừng tràm. Còn cái phía hất về trung đoàn là không có rừng tràm, thì lấy đâu mà cây tràm mà xem. Đấy. Mà vượt hướng đó vượt thì lính trung đoàn 10 nó vây xung quanh.
cái hướng đó, đó là thường chỉ có biệt đồng nó biệt, biệt đồng quân thám báo nó rình mò thôi, chứ còn cái bộ binh chủ lực nó ít dám đứng hướng đó, nó sợ tái. Như ba mặt kia thì bộ binh nó kín hết đấy. Nhưng mà cái hướng du đi ấy, thì là hay gặp cái tụi thám báo đấy. Cái việc đi đó là về về cái nguyên tắc của tiểu đoàn ấy, là hai người một cái xuồng ba lá đấy. Để mà đi du đi thì phải có một người lính đi theo du đấy. Để gặp cái giữa đường giữa đồng mà gặp cái gì thì là có hai người mới nương tựa vào nhau mà chiến đấu. Thế mà du đi một vài lần thì du thấy là an toàn không việc gì cả, thì du có nói với tiểu đoàn mà anh em ở đây trực trực chiến đánh nhau vất vả thôi, để du đi mình. Du hay đi một mình lắm. Đấy, hay đi một mình, du cũng cũng cảm thấy sợ hãi mà cứ thế mà đi mình thôi. Đấy. Thế đi thì chuyện lạc là lạc thường xuyên, lâu lâu mà lạc đường có lần du du lạc lạc giữa đồng đồng nước, mà lạc đến lúc mà đi thấy cái lúa còn lúa nó phất phơ đó, lúc mà trời nó hết nó qua nó quang mây một cái ban đêm á, nhìn thấy là cọng lúa phất phơ này thì chú biết là chắc chết rồi, đi đi vào vào khu vực có dân rồi, vì lúa là dân nó trồng, tức là mình đã đi xa cái đồng cái đồng nơi mình đóng quân rồi đấy. Mà lúc đó đi vào cái vùng có đồng á, là ở Mỹ An, xã Mỹ An, là chú biết là cái vùng Mỹ An là cái trung tâm cái rốn tháp 10, cái nơi nơi sâu nhất của tháp 10, sâu là sâu hơn mặt biển là 4 mét, mà sâu hơn mặt biển 4 mét, đó là cái rốn tháp 10, nơi có cái tháp 10 ngày xưa đó. Đấy, thì chú biết là lạc vào đó, đó vùng đó là vùng địch trên bản đồ là địch nó giữ, nó vẫn đứng giữ, thì lạc đó là chết. Đấy, gặp gặp dân là dân đó là dân biết sao được, bởi vì dân vùng vùng địch mà, thì chú biết là lạc đường rồi. Đấy. Nhưng mà cũng cũng may là sau đó thì hậu chuyến nói chú đi có một anh trinh sát nữa, anh trinh sát đi theo bảo vệ, thì chú bảo anh ta quan sát sát tức là hỗ trợ để chú tiếp cận cái cần, lúc đó ban đêm mà chú thấy có một cái ngọn lửa leo lét thì chú mới cùng anh ta là lặng lẽ là bơi xuống đến rồi là chú bảo anh ta bảo vệ, tức là yểm trợ chú để chú bò vào. Đấy, có cái chòi giữa giữa đồng đó. Đấy, cái chòi trên 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 cái mô đất, cái gò gò đất nhỏ, thì đó là cái chòi của người canh vịt, người nông dân. Du vào thì du hỏi cái ông này, ông sợ lắm. Đấy. Nhưng mà khi khi du nói cái nói là cháu là quân giải phóng bị lạc đường. Đấy. Du thấy ông già nó ngồi, ngồi hút thuốc dòng nữa. Đấy. Thì ông giật mình lắm, ông sợ. Nhưng mà sau khi nghe cái du là giọng Bắc thì nói là trong quân giải phóng rồi, một lúc thì ông mới định thần, rồi ông mới kêu du vào, ông mới nói là đây đến cái trung tâm Gò Tháp, đó là Gò Tháp á, nó quá gần rồi, ta đi lạc xa xa ghê gớm, mà giờ quay về không kịp đâu. Đấy. Ở lại đi, ở lại đó thì lúc đó thì chú mới ra hiệu cho anh lính trinh sát vào, thì hai anh em hội ý chớp nhoáng với nhau thì nói được, quyết định không không dám ở, bởi vì là sẽ ở lại nhưng mà ở đâu thì không, chứ không dám ở trong cái chòi đó, bởi vì nó gần dân, mà lỡ mà sáng mà có ai ra nữa thì chết. Đấy. Với hai là đỡ khuya mình mệt mình ngủ quên một cái mà ông đi báo ấy là mình cũng chết, cho nên là hai anh em là xin phép ông ra đi luôn, đi luôn. Thì cái chuyện mà lạc giữa đồng đứng đó sau này Du có viết thành cái chuyện ngắn là Thoang Thoảng Hương Tràm, Thoang Thoảng Hương Tràm, rất là ngắn. Đấy. Thì thôi nói là cái chuyện đi lại của Du đó nó khó khăn lắm, thường xuyên bị lạc đường. Đấy. Thế thì và Du là lúc nào cảm thấy nguy hiểm thì Du mới kêu thêm một người đi với Du. Đấy. Chứ còn bình thường thỉnh thoảng ấy, Du mới kêu thêm một người đi đi cùng. Đấy. Mà thường là người đi bao giờ cũng là các anh trinh sát, người của trung đội trinh sát học cử đi với Du. Thì, còn thường là Du đi một mình. Đi lên quân lực trung đoàn, hôm nào mà không phải báo cáo chiến lề đó, chỉ nạp cái báo cáo không, thì thường là Du gặp anh Vũ Trí Thức.
Hồi đó anh Bùi Trí Thức là ở cái ban quân lực trung đoàn đấy. Thì Du nạp báo cáo cho anh Thức, rồi anh Thức anh chuyển cho trung đoàn đấy. Thì thường là cái tổ quân lực đó họ giữ Du lại ăn cơm, rồi ngủ lại một ngày đó, ban ngày ngủ ban ngày đó. Đấy. Rồi chờ đến gần tối ngày hôm sau thì mới lại trống xuồng trở về. Đấy. Nhưng lần đó đó Du vào đi nạp báo cáo thì lúc ra đó Du bị lạc đường, cho nên là đến gần sáng khoảng 5 giờ sáng thì mới tới được tới nơi. Thường thường là Du đi từ từ tiểu đoàn mà đến đó, đó thì khoảng là nếu như 6 giờ tối bắt đầu đi thì khoảng 10 giờ rưỡi đêm là tối tới tới nơi. Đấy, nạp báo cáo xong là khoảng 12 giờ đêm này về. Lại về thì là mờ sáng lúc còn trời còn đá nhem á thì là chui vào được được trong cái đội hình trung đoàn. Chứ còn ban ngày thì việc đi lại rất nguy hiểm, là địch nó bay xung quanh nó phát hiện được thì nó bắn. Cho nên cái lần đó thì gần sáng thì Du mới tới nơi được, nạp báo cáo xong thì khoảng 7-8 giờ gì đó. Anh em thì họ bảo thôi ở lại đi đến tối về, đến tối quay lại cho nó an toàn. Lúc đó đó ở ở trung đoàn của Du nó đứng lúc cái giai đoạn mà đàn đàn 12 ly 4 ly 4 đó, có một cái khẩu đội 12 ly 4 nó chi viện, nó bắn mà cơ số nó đem theo cơ số đàn của nó thì cũng không biết bao nhiêu, hình như là 200 viên bao nhiêu đó, mà nó mà hóa được nó xiết cò nó bắn đi một hồi hết 200 viên thôi gì đâu, cho nên rất là cần đàn. Mà lúc đó Du xin được một cái hộp cái thùng đàn 12 ly 4, cho nên Du khoái lắm, quyết nói thôi để tôi về. Đấy, thì Du đi về luôn. Đấy. Thế thì đi về thì ban ngày mà đi rất là nguy hiểm. Cái lần đó như là Du đi có mình, nó một mình Du chống cái xuồng. Trong xuồng có được hai cái thùng đạn 12 ly 4. Phấn khởi lắm. Lòng khắp khởi mừng, tức là tại vì ở tiểu đoàn mà có được khẩu 12 ly 4 của trung đoàn chi viện thì yên tâm. Nhưng mà cho nên là bây giờ là cái tình hình 12 ly 4 nó gần hết đàn rồi, nó bắn phải tiết kiệm lắm. Mà Du tự nhiên xin được hai thùng đàn thì mừng lắm, cho nên là quyết tâm về. Dọc đường mừng hấp khắp khởi về đó. Về thì là hôm đó là may Du là sao được tới khoảng 1 giờ Du về tới nơi, đi suôn sẻ không gặp một cái trở ngại dọc đường cả. Đấy. Về tới nơi, tới nơi thì lúc đó là Du là trợ lý tác chiến, Du ở chung với anh ruồng người Thanh Hóa. Lâu quá Du không nhớ anh ruồng hỏi gì, anh quê Hoàng Hóa Thanh Hóa, Du nhớ như vậy. Cùng quê với anh Thái. Anh Thái là chính viên tiểu đoàn, Du cũng chỉ nhớ anh Thái chứ không nhớ anh hỏi gì. Mà anh Thái Du nhớ quê Thanh Hóa, không biết anh quê ở đâu, chứ anh ruột thì Du nhớ vì anh ruột ở chung với Du mà, là anh ruột người Hoàng Hóa. Thế Du về thì anh ruột anh xuống đại đội, anh đi xuống đại đội cho nên không còn nữa. Nhưng mà anh biết không biết làm sao đó, linh tính ra mà anh đi nấu cơm, anh để sẵn cơm trong nồi đấy, và trong cái nắp gà men ấy, thì trong cái hộp gà men thì cái phần cái nắp đựng được đồ ăn ấy, anh có để Du hai con khô cá muối, hai khô cá muối thì đó là Du về Du đói nghiến ngấu rồi đó, đi cả đêm mà bơi xuồng có lúc phải trống, có lúc phải lúc nước sâu thì bơi, nước cạn thì trống, nó phải mất sức nhiều lắm cho đói. Rồi là đến đó sáng sớm này về liền, cho nên không ăn gì cả. Đấy, về 1 giờ là nó đói đói nghiến ngấu, thì cơm nguội thôi, nhưng mà có hai khô cá muối
Du ngồi ăn cơm mà nó cái cảm giác đấy giờ vẫn nhớ. Cơm nguội khô cá muối mà ăn nó ngon lắm. Con cá muối là một thứ cá khô ở biển đấy. Nó xẻ ra nó phải khô, nó còn vàng vàng, nó cũng giống như dài dài như con cá lóc vậy đó. Đấy. Thì Du đang ăn thế, anh ruồng anh về nhưng mà hỏi là anh ơi cái cá này cái gì. Anh ruồng anh cười bảo cá là bên bên quân Du hôm nay nó mua đâu được, nó phát cho mỗi người mỗi cái tổ vậy đó được vài con. Đấy, tao mày hôm nay tao chiên chiên 4 con đấy, chiên 4 con tao ăn 2 con để dành mày 2 con đó đấy, còn còn 2 con nữa đấy, để dành nó. Thế là lúc đó Du không biết cá mối. Mãi sau này thì Du về Du sau giải phóng á, một lần Du đi đi bộ lang thang ở cái chợ vòng cổng thì Du nhìn thấy con cá này, nhìn con cá thì Du nhớ liền, bởi vì cái ấn tượng lúc lúc vào năm 74 đó, vào cái mùa mùa mưa 74 lúc một hơn 1 giờ đó, Du ăn cơm nguội với cá muối khô cá muối nó ngon lắm, nên Du không thể quên được con cá đó. Du thấy con cá thì dừng lại, Du hỏi thì bà nói là khô cá biển, khô cá muối. Đấy, thì Du nhớ là Du có mua được mấy mấy con khô cá muối Du mang về đó mà. Nhưng mà Du chỉ nói là cái ấn tượng năm 74 lần đầu tiên ăn khô cá muối cực kỳ ngon. Ăn lúc mình đói, lúc còn trẻ nó sức ăn còn mạnh mà đói bụng nữa. Đấy, chứ ăn nó ngon lắm. Thế hôm nay vừa Du xẻ thịt ban cá lóc thì Du nhớ đây mấy cá muối ngày xưa. Du mới lấy sa tế và nước mắm Du ướp rồi đem ra phơi. Đem ra phơi thì nhớ lại cái chuyện mùa mùa mưa năm 74 ở bờ bao Mỹ Hòa lần đầu tiên được ăn ăn khô cá muối và thấy nó ngon. Đấy. Nó ngon lắm. Bây giờ thì sau này ấy, thỉnh thoảng Du có mua khô cá muối nhưng mà Du ăn thì thấy nó dở, nó mặn. Đấy. Ở trong Nam là người ta cá khô là hay hay muối mặn lắm, mặn để được lâu mà. Để được lâu cho nên nó mặn. Đấy. Nhưng sau này ăn không thấy ngon, cái lúc đó ăn nó cực ngon. Cái gì vậy, lúc trẻ còn sức lực là một sức ăn, đương sức ăn. Thứ hai là đói bụng thì cái gì cũng ngon. Mới có cái một chuyện là món canh canh đá của Trần của Tràng mà đó. Thì hôm nay đó chú xin bật cái ngọn lửa giúp bô lên. Đấy. Tự nhiên nó hết xăng rồi sao rồi. Đấy. Lâu ngày không dùng hết xăng. Hết xăng đã yếu, bật nó không nhảy. Bật ngọn lửa giúp bô lên để kể cho các bạn nghe cái kỷ niệm lần đầu tiên được ăn ở khô cá muối ở chiến trường. Thì những người nào mà lính quân giải phóng trước 75 thì chắc cũng có nhiều người được được ăn khô cá muối, bởi vì là hồi đó bộ đội hầu như hậu cần nó là phải tự lực hết, tự kiếm ăn đấy, đồng tiền thiếu gì cả. Nhưng mà còn đó, bên 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 hậu lực bên bên cái tổ quân nhu đó, lâu lâu họ mua được thực phẩm rồi họ phát cho anh em ăn thì cái dễ mua nhất là cá khô. Đấy, thì Du xin kể lại một cái mẫu chuyện đấy, để cho mọi người biết đấy, bật Zippo lên để nhớ lại thời lính của mình.